cái khả năng chịu lực của bức tường nó tốt hơn. Các cái công trình mà rung lắc nhiều bị chấn động máy móc hoặc là những đất yếu hoặc là trục đất thì nó sẽ chịu lực tốt hơn. Ngoài ra thì gạch âm dương này nó còn có cái là nó tạo ra một cái không khí rất là trong cái công trình rất là đẹp. Với cái mảnh cửa nó trồi ra ngoài rất là ít, hầu như không có. Khi chúng ta xây thì mảnh cửa hầu như còn tất cả cửa nó nằm phía trong hết. Và vừa này nó nằm phía trong thì nó được bảo vệ hoàn toàn, nó không bị thoái hóa theo thời gian. Thành từ công trình nó tuổi thọ này tăng lên.